Mà đây nếu mà khi mà ăn rồi đó thì mình bỏ tủ lạnh hoặc là mình pha với cái nước giống vậy, mình thay nước á, mình để sẽ rất là lâu, ăn được lâu lắm. Em Tết này cũng dạ. Vẫn còn ăn được. Nhưng mà nhớ nha, cái nước rau muống với nước củ cải này là nước đầu tiên phải thay. Phải thay. Chứ không là nó rất là hôi mà nó dở. Rau muống thì nó không có hôi mà nó dạ. Lạ. Còn cái củ cải này nó rất là hôi. Khui ra nó hôi, hôi dữ lắm luôn á. Nhưng mà thay nước thứ hai nó lại thơm. Này mẹ làm hai thứ, rau muống đỏ nó ra nước đậu quét rồi. Có gì mẹ thấy không? Còn rụm luôn ha. Nhưng mà ngon nó, mà. Nó không ngon bằng vô nước nữa. Ngon heo kia. Dạ, tấp mỡ. Ngoại thích món này hả? Ngoại thích lắm. Bữa nay ngoại ăn sáng, ăn cơm kho quẹt. Cá ông hỉnh kho. Nãy chị mua bánh ngoại nhiều lắm. Nhiều lắm nè. Dạ. Thì mẹ không cho ngoại ăn, mẹ nói thôi để ngoại ăn cơm dạ. Trước đi. Để ăn cơm trước đi, để ngoại ăn bánh rồi cái ngoại không có ăn cơm nổi. Đó. Không hỉnh gì đó. Nè ngoại. Nãy có mua bánh cam cho ngoại nhiều mà sợ ngoại ăn rồi lùm xùm. Sẵn đây lát nữa ngoại ăn. Bánh đất trần. Dạ. Trần nước mắm. À, bây giờ mình ăn sáng bánh mì đi. Bánh mì. Dạ. Ăn sáng chị. À, nãy chị định đưa bánh ít tràn cho ngoại mà mẹ nói ngoại thích ăn kho quẹt để ngoại ăn cơm trước miếng. Đây nãy cho ngoại là để ngoại ăn. À, để chưa ngoại ăn. Ngoại thích bánh ít tràn lắm. Ừ. Okay. Này nãy 10 ngàn hả chị? 10 ngàn ổn xơi. Quá rẻ ha. Bánh mì thịt mà 10 ngàn. Đã, dạ, ở mấy chỗ khác thì rẻ cũng phải 12. Ở như quê bán rồi 10 ngàn. Ngon không ngoại? Ngoại ăn không có rau không có gì hết mà. À, anh đỡ em chén đi. Ăn xài không có gọt. Ăn xài không? Gọt xài ăn hơn con gọt. Sáng ăn ngọt. Ngoại thích ăn xài ngọt. À, cảm ơn ngoại chị. Ăn rau đi, ngoại ăn ít nữa. Dạ. Không có rau. Bánh cam ngon quá chị. Ừ. Để chờ bụng xíu mình ăn bánh cam. Mẹ lấy cho con cái dĩa còn bỏ bánh cam ra mẹ. Cam này giòn lắm. Dạ. Ủa rồi sao ngoại ăn hết? Để đây trưa trưa ngoại ăn. Dạ, để no quá ăn xong cũng mệt nữa. Ngoại cũng thích ăn bánh. Dạ. Nãy bánh trần mua nhiêu chị? 10 ngàn. 10 ngàn ba cái hả? Ba cái 9 ngàn. À 9 ngàn hả? Có 3 ngàn cái à? Thôi là 1 ngàn. Thôi 1 ngàn. Cái bánh cam này hình như là mình chiên phải bột xay không mà? Nó phình là chiên. Dạ. Cũng bột xay dễ chiên hơn. Bột xay dễ chiên hơn. Bột mua như nó mịn quá. Đúng rồi. Nó dễ phình hơi. Dẻ quá. Bột mà mình xay á nó thô á nên là nó thoát khí ra được. Nó xốp hơn. Dạ, với này mình chiên lửa từ từ chứ không có nóng lắm phải không? Nóng nó dễ nó phình. Dạ. Này kinh nghiệm của mấy người chiên nên là họ chiên rất là giòn. Nhưng mà cái bánh này nó phải phình lên nó trống ở trên lửa, nó có hơi bọng cũng được. Cái bắp nó bị chắc lắm. Nó bị sâu. Để mốt cái đó mẹ lấy hộp còn giống đi. Cái đó. Dạ. Cái đó dùng tốt. Qua mẹ ra mình nhấc cái dĩa rồi. Còn người ta mình chém. Dạ. Mình bỏ bớt. Bỏ, mình chừa lên trái, mình trái. Như cái gì nó bung ra cái nó có trái này nè, mình dạ. Chừa. Cái nó ra cái ngọn này mình cắt nè, đó cắt. Đó. Đây là hai trái nè. Gọt đầu mình ăn được hả? Gọt ngay luôn, ngon lắm. Tại đó giờ con thấy mình ăn đột bí không ạ? Ngon hơn đột bí nè, này đột bí nè. Đột bí không ngọt bằng. Mèo này ám cưng lắm. Dạ. Đâu tự nó vô á. Mà có cho nó ăn không? Ăn lấy đồ ăn cho ăn, lấy thịt ra bầm. Trời ơi. Ăn cũng cưng vậy ha. Con mèo nữa. Ăn cũng cưng thú nuôi quá ha. Ừ. Rồi chạy nuôi cho nó đỡ khổ. Nó hỏi mẹ chứ con mèo làm sao nó thân với mình. Cái nói con cho nó ăn rồi cái con mới rờ nó. Rồi cái bữa mai á con ra cho nó ăn mà con đừng để cho nó ăn. Con bưng con nhứ nó. Để khi nó lợi á, nó gần con mới cho nó ăn, con mới đợi nó là nó làm quen con à. Con bưng con để cho nó nhát quá ngoại ơi, vậy nó cứ vậy đó, chào con để sẵn nữa. Này đâu, nó vậy con mèo ăn đó. Vậy là nó làm quen mình hả ngoại, ơi, cái thấy ngang con, hả? Nó đói. Ừ. Con mèo nó có phước lắm nè. Cầm ăn à. Cho nó ăn quá chừng nó lạ nó nhát mèo bớt chén cơm vậy thôi. Bớt chén cơm thì bưng ra ăn mấy trời chứ không được rồi đó. Đâu có ai cho nó ăn đâu. Trời ơi bưng cho một chén cơm vậy này là nhóc
đó, nó cọ là nó quen rồi, còn hổng nó nhát lắm. Ôi ôi, họ thả quá chừng luôn hả. Vậy bây giờ á, mình cho nó ở ngoài cái chòi ngoài kia đi, dụ cho ra rồi đó, hết cho nó ăn rồi đó. Không phải ở trong chòi đi. Dạ, vậy cũng được, bắt chuột. Hôm qua anh đi lấy cái hộp bánh nó đổ cát vô, để cho ổng chỗ. Dạ, vậy cho ở trong đó đi. Chứ để nó đi lung tung mất công. Đầu bếp 91 tuổi hả? Ở nhà hoài vậy mà nấu ăn tự nấu luôn giỏi quá ha. Bữa nay mình làm đồ chua hả chị? Bữa nay mẹ làm củ cải đồ chua rồi, con mới hè làm rồi. Làm đồ chua đám giỗ. Củ cải, món mình trộn với lại mấy thứ vậy? Củ cải trắng với chị? Củ cải trắng, cây đỏ, rau muống. À. Có cái gì nữa không? Không biết trộn gì nữa. Ngoại tiện bông khéo quá à. Gì vậy? Ngoại làm bông hay lắm đó. Dạ. Ngoại tiện bông đẹp quá ngoại ơi. Có chê không bài biết. Đẹp mà. Đẹp. Ngoại làm bông đủ kiểu luôn ha. Này mình làm mấy loại củ mà? Củ cải trắng, củ cải đỏ. Củ kiệu. Rau muống. Dạ. Đây để mẹ coi coi có dư gan không mà làm trộn vô, còn không có coi nhiêu đó hả. Dạ. Tháng này ở bên đây không có bán cải sậy. Bán mà bán cải chua sẵn mẹ không có lấy. Dạ. Không có xài. Mày tiện bông cao. Cái thông. Cái thông hả? Cái dưới thì tiện bông. Cái thông. Còn cái củ lớn thì mẹ sắn ra hả? Sắn ra. Sắn ra vậy nè. Sắn ra rồi sắt. Cái này ăn món gà chiên hả mà? Gà chiên. Dạ. Ăn đỡ ngán. Nó có chua chua đỡ ngán. Dạ. Dư dao như cơm. Hồi xưa đám giỗ hay đãi cơm mà giờ không thấy hả mà? Bữa nay chắc mẹ cũng có dọn cơm nữa đó. Dọn cơm nữa hả? Dạ. Hồi trước có dọn cơm với đồ chua với mắm. Mẹ có mắm nè, rồi cái nữa kho thịt đó, rồi về dọn cơm à. Ai dạ. Có dùng thì dọn vậy thôi. Ở ngoài mắt còn tỏ quá hả mẹ? Mày mò mò. Dạ. Nhưng mà con làm khéo quá nè. Ngoại sắc bông nè. Ngoại tiện bông đẹp quá ha. Bữa nay làm mấy món mà? Đám giỗ nè. Mẹ tính gà mẹ xá xoài. Dạ. Rồi bê hấp. Cháo gà xá xoài một món. Bê hấp hai món. Gừng xả. Dạ. Tôm sú luộc nước dừa. Tôm sú luộc. Cái gì nữa xong ta? 5 món. Sử dụng ăn mì gà chiên. Mì nấu vịt tiềm. Mì nấu vịt tiềm. Gà chiên với xôi. Dạ. Yeah. Gà chiên với xôi. Ủa rồi mẹ kêu con mua vịt quay là cái gì ta? Mẹ tìm mẹ nấu quay à. Đó. Món vịt quay tiềm. Không có xiêm. Mua vịt quay về mẹ nấu tiềm ăn với mì với lại cải ngọt. Dạ. Yeah. Vịt quay ngon rồi, giờ mình tìm lại thêm gia vị đậm đà dữ ha. Mấy nước dừa, nấm là gì đó xin. Dạ. Rồi cái mình nấu kêu lên nấu lẩu xin. Dạ. Chị có khách. Vậy cho không xin, 5 món gì không xin. Dạ nhiều quá mẹ ăn không hết, no rồi dữ à. Cơm nữa hả? Cơm. Rồi. Cơm với thịt kho. Thì dạ. mình dọn cơm á. Dạ. Cái dùng cơm thì dọn. Vậy đó. Ngoại sắc lẹ quá ha. Mẹ mới chạy lại mẹ dặn 6 bộ bàn ghế. Dạ. Qua 6 nhắc 2 bộ nữa. 8 bộ. Sao không đặt hết đi mà? Nhà không có ai trả, con đi làm. Bên 6 nè. Nhưng mà dọn tới dọn lui cực lắm. Hả? Dạ. Một bộ 50.000. Dạ đặt đi mà. Tại nhà mình không có người. Hồi trước có ba ở nhà thì ba còn chỉ đưa đạo người này người kia dọn dẹp. Giờ nhà mình cũng lu bu quá rồi á. Nãy mẹ chạy lên dẫn với mẹ dẫn 2 căn rạp à. Dạ. Chia 2 căn rạp từ đây phủ cửa sân ca mình dọn như nhà sân ca luôn. Dạ. Đó. Vậy đó. Chứ mình không mấy rạp thì sợ trời mưa nè sân. Dạ. Mình đi làm rạp đi mà. Mùa mưa nữa mới công khách đang ngồi rồi cực lắm. Bên nhà sân ca mình dọn 4-5 năm tỉnh được đó sân. Dạ. Mà mình qua mình muốn 2 căn rạp chứ. Với lại rộng rãi á, bà con ngồi chơi chừng nào về cũng được.
Vậy chút xíu nữa mình đặt thêm hai bàn nữa đi mà. Ừ, để em gần em nghe em nói. Ủa không có số điện thoại ha? Không, mà không có số. Gần cái bên nhà. Dạ. Giờ tiện ha, hồi trước là đi vác cái ghế đẩu á mà. Trời ơi nó nặng thấy sợ luôn. Đi vác cực lắm. Một bộ vậy là phải vác là mấy chuyến luôn. Dạ không có gian. Làm hết rồi. Với lại ai cũng đi làm hết, hàng xóm không có qua phụ giống như xưa nữa. Dạ không có qua lợi nữa. Dạ. Ai cũng mất công việc ráo. Không ai rảnh. Tại hồi xưa ai cũng làm nông. Rồi nên sắp xếp công việc nó dễ. Nó quẩn. Ngoài lọt tỏi. Mà đám tiệc mà chơi rạp thì chứ đi đốn lá trời. Ở nhà mấy người nấu cơm luôn. Dạ. Đi đốn lá rồi đi mượn cây đầu này kia gom lại chơi rạp. Rồi lấy lá rồi đi xin đỉnh đỉnh rồi về đăng bó vô. Dạ. Đẹp. Chặt cây chuối hả? Chặt cây chuối bó vô mấy cái cây rồi đủng đỉnh á. Lấy cái lá quấn vô. Dạ. Cho nó xanh xanh. Rồi xin trái đủng đỉnh treo lòng thòng. Dạ. Mà đó lâu lâu mới có cái đám chứ dài gặp và đủng đỉnh nào đốn ở đâu kịp. Dạ. Nay đám giỗ chắc con xin nghỉ buổi sáng thôi mà. Chiều con lên Sài Gòn con làm nữa. Tại công việc cũng nhiều. À, tranh thủ. Sớm. Dạ. Nên là cái nào mà đặt tiệc đặt thợ bàn ghế được nên đặt. Dạ hai đó. Gái cho trời mưa chiều chiều. Dạ, cái này nó sắp xanh đó hả? Chả hai bỏ hộp má này lấy luôn mà. Ngoại tưởng là làm chua sẽ sợi với mình ngoại tưởng gì đó. Lấy luôn vậy đó. Ừ. Cái này cay không? Không sư. Lấy màu hả? Cái này cái to chứ không có cay. Để cho nó đẹp. Giờ làm gì cũng phải cho đẹp mắt. Đẹp mới được cái. Bông ít quá nha. Ngoại lột tỏi giỏi ghê luôn à. Tỏ mắt. Ngoại nhắm chừng như vậy á. Ngoại thấy không? Ngoại nhìn thấy không? Thấy chứ. Thấy hả? Thấy mờ mờ. Thấy mờ mờ hả? Vậy là làm nhắm chừng phải không? Hình dục sắp lấy hết đi nha. Ừ. Có miếng vô vậy. Miếng cũng lấy hết nè. Ừ, lấy tỏi này cũng trộn chua luôn hả mẹ? Ừ, chút nữa mình cũng dạ. Sắc mỏng mỏng ra thôi. Hồi trước con ăn tỏi không được, giờ ăn tỏi chua được. Hôm nào có mua về nhà mẹ làm. Ờ, ngon, ngon chị. Mà ăn tỏi cũng tốt nữa. Vô trong mấy cái chỗ mà hủ tiếu Nam Giang á, tỏi làm chua sao? Ăn ngon. Trước đám tiệc mình hay kêu mấy đứa nhỏ lột tỏi hả? Giờ nó đâu hết ráo rồi. Ba Thương đâu à? Xưa á, Thương ở trong nhà chơi sư hùng. Ừ. Hồi xưa mấy đứa nhỏ làm gì không? Nạo gì? Cạo ngoài cái trái dừa khô á. À đúng rồi, cạo dừa khô cho bóng không? Đám dỗ á là giao... mấy đứa nhỏ đó cạo nó đó. Giao mấy trái dừa khô với tỏi để lột của hành. Ở đây có 20 kg hả? Dạ. Gọt cá sên gọt ở ngoài vỏ vậy. Tỏi này rẻ hả mày? Ừ. Mua cho mày đưa ký quá trời nhiều. Dạ. Rau muống hả mẹ? Này rau muống mẹ nhận hồi bữa kia nè. Dạ. Lát nữa mẹ đổ nước này ra. Chọn lại mẹ. Làm lại cái nước khác hai loại rau muống. Cái này làm sao mẹ? Cái này mua về là mình cắt ra. Dạ. Quậy nước muối hơi không mặn và không lạc, vì dừa mặn mặn á. Dạ. Thì ngâm vài 3 tiếng đồng hồ cái nó sẽ mềm xuống. Nó xìu xuống ha? Nó xìu xuống cỡ 3 tiếng đồng hồ. Dạ. Rồi mình vớt ra. Mình lấy thắng giấm với đường với muối. Rồi để Hoàng Sơn nhắc lại cái cách làm cho mình dễ nhớ ha. Đầu tiên là mẹ cắt ra xong, mẹ ngâm cái nước muối mặn mặn tí xíu cho khoảng 2-3 tiếng để cho nó xìu xuống. Rồi sau đó cái mình lấy cái tỷ lệ là 1 chén nước, 1 chén giấm, 1 chén đường với thêm một tí xíu muối. Thì mình nấu cho nó tan đều ra. Sau đó mình đổ để nguội, mình đổ nước vô đến khi nào mà nó đầy ngập thì thôi. Nếu không ngập thì cũng cái tỷ lệ đó mà mình làm lại ha. Rồi sau khi 2 ngày mẹ nó ăn xong chua rồi đó. Nè giờ ăn được rồi nè nhưng mà nó chưa ngon. Mình đổ bỏ cái nước này ra. Bỏ nước ra. Rồi mình làm cái nước y chang vậy, mình đổ vô. À. Thì để được bao lâu mà? Để hoài trong tủ lạnh vậy nó hoài luôn á. Tức là ban đầu là để bên ngoài, khi ăn được mới bỏ tủ lạnh. Rồi cái mình để ngoài thì nó ăn nó sợ nó lâu nó lên men. Dạ.
để trong tủ lạnh lâu lắm. Ừ. Rồi vậy là cái đó là cái cách rau muống làm chua đơn giản của mẹ ha. Mặn mặn ngọt ngọt, đừng làm chua quá ẩm ngon. Dạ. Rồi còn cái củ cải đỏ này mình làm chua sao mà? Cái này lát nữa mẹ rửa xong cái mẹ để gì mẹ xúc một chén đường mà trộn vô. Dạ. Mẹ làm mẹ không có cân, tại nãy lấy không có cân thì dạ. Mẹ cũng không cân đường luôn. Cái vậy cái nhiêu đây là mẹ trộn vô một chén đường luôn. Dạ. Rồi mẹ để tủ lạnh, có dạ. Đưa cái thố đậy lại để tủ lạnh. Ừ. Rồi ngày mai cái nó héo queo giống như củ cải trắng phơi vậy nè, dạ. Héo vậy nè ngộ lắm. Dạ. Vậy thôi không có cần gì đâu, rồi cũng làm cái dung dịch này ha. Chua chua ngọt ngọt vậy. Ngâm nó lại. Ngâm nó lại. 2 ngày ăn được. Rồi 2 ngày ăn được. Dạ. Mình muốn ăn khi mà mình xài cần dùng thì mình trộn hết tất cả. À, thập cẩm lại. Tỏi ớt rồi luôn. Dạ. Vậy đó, ăn. Cái tỏi ớt thì mình cũng ngâm đường với tí muối để cho giống củ cải đỏ. Rồi, để 2 ngày rồi mình để 1 ngày trong tủ lạnh. Cho nó xìu xuống rồi mình mới pha cái dung dịch giống nước rau muống nè. Đúng rồi. Mình trộn chung 2 ngày ha. Còn cái củ cải trắng này thì làm sao mà? Củ cải trắng này là mình đem về mình sắc ra mình trộn muối. Trộn muối. Dạ. Trộn muối xong. Khoảng bao lâu mà? Trộn muối xong cho nó mềm xuống, nó thấm nó mềm xuống rồi cái mẹ cho vô cái miếng giấy mình bọc lại giấy mùng á. Dạ. Mình dằn xong vậy là mình phơi. Bây giờ mình trộn muối vô, mình để khoảng tầm 2 tiếng không? Cái đó. Dạ. Cái nó nhũng xuống cái mặt đầu mình mới cái mình dắt lấy nước ra. Mình không có dắt, mình dằn. Dằn hả? Tụng nó lại trong cái miếng giấy mùng á. Dạ. Thường mẹ làm nó mẹ dặt mẹ phơi đó. Dạ. Rồi dằn ép nó xuống. Mẹ lấy cái cối nặng rồi kia mà dần nó xuống. Dạ. Cho nó ra nước bếp rồi cái mẹ phơi 10 giờ nè. Dạ. Cái nó héo cỡ này mới được không? 5kg nó có nhiêu đây nè. Dạ. 5kg thôi mà. 5kg nè. Nhìn nó héo đây còn có chút thôi. Còn có nhiêu đây à, nhưng mà nó không héo thì ăn không ngon. Dạ. Nó héo gì ăn giòn lắm. Héo cỡ gì ăn mới ngon nghe xưa. Dạ. Rồi sao nữa mà? Còn mà nó như vậy là ăn ngon nè. Rồi bây giờ mẹ đem mẹ rửa nó nè. Dạ. Mẹ rửa nó xong rồi mình cũng cái nước mẹ nói là giống đường muối gì vậy đó. Trộn vô mà ngâm nó lại 2 ngày. Rồi bỏ nước đó đi, nước nó hôi lắm. Rồi thay cái nước khác giống như rau muống. Rồi vậy đó. Rồi cái này thì mình là hướng dẫn sơ sơ thôi ha. Nếu cả nhà mình muốn làm á, xem lại các video cũ trên kênh Nam Việt, cách làm rau muống bằng chua nè, cách làm củ kiệu bằng chua, củ cải trắng bằng chua, củ cải đỏ bằng chua Nam Việt ha. Thêm cái đó là xong. Rồi còn bây giờ mình nói sơ cái lại cái nước này nè. Nãy mà nó là một tỷ lệ một chén nước, một chén giấm với một chén đường, thêm tí xíu muối, mình nấu cho nó tan ra. Rồi khi nào mà mình đổ ngập đó thôi, còn không ngập thì cứ tỷ lệ đó mình pha tiếp nha. Cái tỏi ớt này nè thì mẹ làm giống cái củ cải đỏ, là cho đường vô tí muối để tủ lạnh một ngày cho nó xìu xuống, rồi mình sẽ ngâm cái nước pha, mình để 2 ngày ăn được. Còn cái rau muống với cái này thì hơi cực nha. Mình xử lý 2 này xong rồi sau đó mình mới ngâm 2 ngày mà mình phải thay nước 1 lần nữa đó thì mới ăn được. Rồi nếu mà khi nào mình ăn thì mình sẽ trộn mấy cái này lại, khi nào ăn được rồi đó mình mới trộn lại cho nó thành thập cẩm. Cái này ngâm 2 ngày ăn được rồi. Dạ. Nhưng mà nó không có ngon. Vậy thay nước rồi để thêm 2 ngày nữa để khác rồi về ăn. Thì ý là để 2 ngày nữa mới ngon. Dạ. Hoặc mình thay đến nay mai mình ăn. Dạ. Đó là cái cách mẹ chuẩn bị đồ chua cho đám giỗ nha. Bữa nay ngoại hỗ trợ, ngoại làm quá trời luôn. Tỏi, sắc tỏi đi xem kia. Dạ. Ủa sắc nhiêu đây đủ chưa mẹ? Có sắc nhiêu mà. Sắc thêm bắt đầu. Mẹ nói nếu mà khi mà ăn rồi đó thì mình bỏ tủ lạnh hoặc là mình pha với cái nước giống vậy, mình thay nước mình để sẽ rất là lâu. Ăn được lâu lắm. Để em Tết nay cũng dạ. Vẫn còn ăn được. Nhưng mà nhớ nha, cái nước rau muống với nước củ cải này là nước đầu tiên phải thay. Chứ không là nó rất là hôi mà nó dở. Rau muống thì nó không có hôi mà nó dạ. Lạ. Còn cái củ cải này nó rất là hôi. Khui ra nó hôi dữ lắm luôn á. Nhưng mà thay nước thứ hai nó lại thơm. Dạ, nó ra nước củ cải. Mình có tỏi rồi nè, cái mình làm cũng để trộn đường xíu muối để sẵn tủ lạnh hết. Dạ. Khi mà ngày mai đám giỗ, ngày mai ăn, bữa nay mình trộn vô. Ừ. Trộn hết tất cả vô. Là nó ngon à. Ngoại hết việc làm rồi nè. Vậy là bữa nay do mình chuẩn bị trước đó, chứ cái này là phải tất cả đều phải ngâm từ 2 ngày nữa mới ăn được. Phải xử lý 1 ngày rồi ngâm thêm 2 ngày nữa. Mình phải chuẩn bị trước là trước 4 ngày. Dạ. Đó là cái ngày ăn. Củ cải đỏ với tỏi thì mình mất khoảng 2-3 ngày thôi.
còn có rau muống này thì khoảng 4 ngày mới ngon. Củ cải cũng vậy, củ cải trắng nè. Củ cải này thì ngày thứ tư. Dạ. Còn rau muống này ngày qua ngày nay ăn vẫn được nhưng mà dạ, nó ngon, mình phải làm lại. Còn cái củ kiệu này á, thì mẹ làm từ Tết rồi, mà cái làm này cái tỷ lệ đông đo đó thì mình đã có trong video cũ rồi. Này, 2 tuần mình ăn được. Dạ. Củ kiệu thì làm lâu hơn. À, bây giờ chị Sơn Ca thay cái nước rau muống nha. Còn ập cái hũ đây luôn đi cho nó ra từ. Rau muống đỏ ra nước đỏ. Ra nước đỏ. Giờ đã quét rồi. Đỏ nè Sơn. Ừ. Đó, đỏ. Màu đẹp quá ha. Giờ nó còn trắng nè, nó hết màu đỏ rồi. Mẹ pha sẵn nước hả mẹ? Mẹ nấu nãy giờ nó nguội. Rồi. Mấy con ruồi nó nghe mùi giấm nó bay là quá trời luôn. Nó ghét. Ồ mừng ơi. Mẹ thay cái nước này vô là để 2 ngày sau mình sẽ trộn chung với củ cải đỏ ha. Cái nước này đỏ nha. Dạ, bây giờ đổ này vô đây. Làm cái này hả, chịu tốn đường nó mới ngon. Chứ hạt tiện này không thay nước là nó không có ngon. Cái gì ăn được rồi nè. Dạ. Cộng rau muống. Lấy cộng rau muống thử cho cả nhà mình xem nha. Cho con cộng. Này mẹ làm 2 thứ, rau muống đỏ nó ra nước đỏ quét rồi. Có gì thấy không? Còn rụm luôn ha. Nhưng mà ngon nó mà. Nó không ngon bằng vô nước nữa. Tao nhận nhận ra đủ không? Mẹ nói rau muống làm 2 nước mới ngon. Đủ không vậy? Thấy cũng được mà. Để gãy giá. Ở đây ngoại giỏi quá không? Nè cái miếng mình nó còn nguyên bây giờ nó không bị xìu. Mà hôm nay thì Hoàng Sơn chuẩn bị đám giỗ cùng mẹ, em không có chuẩn bị, coi mẹ chị Sơn Ca ở ngoài chuẩn bị chia sẻ cả nhà mình cái cách làm đồ chua ha. Mình như rau muống nè, mình mua ở ngoài chợ rất là dễ và cũng làm khá là dễ dàng nha. Rồi hôm nay làm đồ chua cùng Nam Việt. Cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi nha, và nhớ đăng ký kênh nếu mà chưa đăng ký nha, để xem video mới và chuẩn bị xem đám giỗ miền Tây. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo.